Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng không chúc mừng Tân Chủ tịch nước Tô Lâm Ngày 22 tháng 5, VOA Tiếng Việt cho hay, Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào sáng ngày 22 tháng 5 đã tuyên thệ để trở thành Chủ tịch nước mới của Việt Nam trong một buổi lễ tại Quốc hội, có sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, nhưng lại vắng mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. VOA dẫn báo chí trong nước cho biết, ông Lâm đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối là 472 trên 473 đại biểu có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kính. Và đây là hình bản tin trên VOA. Tân chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt tay lên hiến pháp, tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. VOA cho biết sau lễ tuyên thệ và diễn văn nhậm chức của Tô Lâm, tân chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn, thủ tướng Phạm Minh Chính, tân thường trực ban bí thư Lương Cường và phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được nhìn thấy tặng hoa chúc mừng cho ông Tô Lâm. Đáng chú ý theo VOA, buổi lễ nhậm chức của ông Tô Lâm không có sự hiện diện của tổng trọng, vốn theo thông lệ của đảng phải có mặt và cũng không có sự hiện diện của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để chúc mừng người kế nhiệm. Sau khi bầu ông Lâm làm nguyên thủ, Quốc hội sẽ xúc tiến quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an cũng trong buổi sáng ngày 22 tháng 5. Và đây là hình tân chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Trước đó vẫn theo VOA, trong phiên họp vào chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội đã phải thêm vào nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Công an đối với ông Tô Lâm sau khi bị dư luận phản ứng về việc ông Lâm sẽ lên làm chủ tịch nước nhưng vẫn nắm quyền ở Bộ Công an và sau khi có ý kiến của các có thẩm quyền và đề nghị của thủ tướng phạm minh chính chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường cho biết voa nhận xét với việc ông lâm lên chức ghế bộ trưởng công an hiện đang bỏ trống và vẫn chưa rõ ai sẽ là người lên thay ông lâm bộ công an dưới quyền ông tô lâm đã mở các cuộc điều tra nhằm vào các tập đoàn mà sau đó dẫn đến sự từ chức liên tiếp của các ông võ văn thưởng và vương đình huệ khác với vị trí đứng đầu bộ công an đầy quyền lực nắm quyền một bộ máy an ninh rộng khắp của đảng chức chủ tịch nước dù là một trong tứ trụ triều đình ở Việt Nam, nhưng chủ yếu chỉ mang tính nghi lễ. VOA cũng cho hay, ông Lâm sẽ phục vụ cho hết nhiệm kỳ chủ tịch nước còn lại cho đến năm 2026. Một nhiệm kỳ chỉ có 5 năm mà cho đến nay đã có đến 3 chủ tịch nước lần lượt là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và giờ là ông Tô Lâm. Và đây là hình hai chủ tịch nước tiền nhiệm của Tô Lâm. Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán Hưng Yên, được cho là có bằng tiến sĩ luật và bằng cử nhân an ninh. Cả sự nghiệp chính trị của ông cho đến nay là ở Bộ Công an. Ông trở thành Bộ trưởng Công an từ năm 2016 và được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng hồi năm 2019. VOA bình luận với việc tổng trọng được dự đoán sẽ về hưu tại Đại hội 14 vào năm 2026. Ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là hai ủy viên bộ chính trị đã phục vụ qua hai khóa và được cho là ứng cử viên tiềm năng để thay thế ông Trọng trở thành lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Sau các cuộc điều tra của Bộ Công an do Tô Lâm dẫn đầu, khiến cho các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị mất chức. Giáo sư Abuza, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng tại Mỹ ở thủ đô Washington, từng nhận định rằng ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị của mình và trong công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tô Lâm là người chiến thắng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng không chúc mừng tân chủ tịch nước Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng Ngày 22 tháng 5, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận Chính trị Việt Nam lửa cháy leo bàn cờ. Tác giả cho biết, không chỉ trong nước, báo chí quốc tế theo dõi rất sát sao và đưa tin nhiều về những xáo trộn ở chính trường Việt Nam. Tác giả nhận định, công cuộc đốt lò mà ông Trọng khởi xướng chưa kịp làm giảm tham nhũng nhưng đã kịp làm cho bộ máy hành chính tê liệt và sự thiệt hại đã thấy rõ. Dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi khoảng 2 tỷ đô la chứng khoán. Đồng thời, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính, theo VOA. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả bình luận bàn cờ chính trị Việt Nam rung lắc và các quân cờ thì đang tán loạn nhưng có vẻ như nó vẫn đảm bảo một sự vững chắc nhất định. Đảng Cộng sản vẫn là người đang sắp đặt các quân cờ và chơi cờ trên đầu dân tộc Việt Nam. Đảng chủ động đứng ngoài sự can thiệp của nhân dân trên mọi phương diện nhưng đang có xu hướng chọn và được chống lưng bằng một phe mới trên thế giới đang hình thành. Tác giả phân tích, bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân bị đảng tước đoạt. Đảng cài cắm hơn 97% thành viên của mình trong Quốc hội công nhiên đặt hiến pháp dưới cương lĩnh đảng, luật pháp dưới đảng quy. Chính vì vậy, đảng có thể chủ động di chuyển, thay đổi những quân cờ bằng cách kỷ luật, buộc thôi việc và khai trừ các cá nhân sai phạm, rồi yêu cầu quốc hội thực hiện những công việc hoàn toàn mang tính thủ tục để hợp thức hóa. Cho nên, tác giả đánh giá, dù đang có những xáo trộn dữ dội ở thượng tầng, thì với trò cầm quyền của đảng hoàn toàn không bị thách thức ở bất cứ khâu nào. Trong suốt hơn 70 năm qua, đảng đã bê tông hóa bàn cờ, bằng cách tuyên truyền liên tục về sự vĩ đại vô song và vinh quang rực rỡ. Song song với việc tuyên truyền là tiến hành nhược hóa nhân dân bằng tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng, làm cho không một tổ chức đối lập nào có thể tập hợp được quần chúng, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra. Và đây là hình tổng trọng, lãnh đạo tối cao của đảng, người có đủ khả năng để thực hiện cải cách nếu ông muốn. Tác giả đề cập đến chỉ thị mật 24 nhằm đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Chỉ thị này đã trở thành cơ sở cho hàng loạt vụ bắt bớ về tội trốn thuế đối với những nhà hoạt động môi trường ôn hòa. Tác giả cho rằng tham nhũng là sự tha hóa trong việc sử dụng quyền lực là khuyết tật của quyền lực và là thuộc tính có sẵn gắn liền với quyền lực. Tham nhũng tồn tại suốt chiều dài lịch sử và có mặt ở mọi nơi, mọi quốc gia, bất luận là nó độc tài hay dân chủ. Tham nhũng và phòng chống tham nhũng cũng bắt đầu rất sớm trong lịch sử Việt Nam, từ thời Lý Lê đã có những luật định, những chế tài xử phạt tội tham nhũng. Để phòng chống được tham nhũng, theo tác giả, có hai vấn đề quan trọng nhất. Một là phải xây dựng một mức lương cao, đủ sống cho cán bộ công chức, xây dựng được một nền đạo đức công vụ tốt và sự liêm chính của các công chức. Hai là phải xây dựng được hệ thống pháp luật nghiêm minh, các thiết chế độc lập đủ mạnh, trách nhiệm giải trình cao với sự giám sát của xã hội dân sự và báo chí tự do. Vẫn theo tác giả, vì đang làm chủ cuộc chơi, Đảng Cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện được những điều trên. Đảng có thể giải tán hoặc biến tất cả những cơ quan đoàn thể đang ăn bám trở thành những tổ chức hoàn toàn dân sự. Đó sẽ là những bước cải tổ đầu tiên, nếu không, lửa vẫn sẽ tiếp tục bùng to làm cháy cả lò, cháy luôn cả bàn cờ tưởng như rất vững chắc mà Đảng đã dày công xây dựng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.